Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 30 tháng 3 tại căn nhà số 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Chỉ trong ít phút, khói lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả ngôi nhà. Người dân hô hoán, báo công an. Nhận được tin báo, 50 lính cứu hỏa cùng 4 xe chữa cháy và nhiều xe cứu thương được điều đến hiện trường ứng cứu. Khi phá cửa, cảnh sát phát hiện chủ nhà Tiên Tâm bị thương nặng, 6 người trong gia đình gồm vợ 52 tuổi, con dâu 24 tuổi, hai con 25, 27 tuổi, cháu nội 7 tuổi, cháu ngoại 1 tuổi của ông Tâm tử vong. Sáng ngày 30 tháng 3, không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm đường Nguyễn Thị Định, thành phố Thủ Đức, khi ai nấy đều xót xa nhắc đến vụ hỏa hoạn vừa mới xảy ra. Đứng trước con hẻm xảy ra vụ cháy, anh Tú, hàng xóm nạn nhân cho biết, lửa bùng lên khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Nghe tiếng hô hoán, anh chạy ra xem thì thấy cháy trong nhà, khóa cửa trong. Lúc đó ông Tâm ở ngoài cũng nỗ lực để chữa cháy nhưng không thành, bất lực nhìn người thân kêu cứu bên trong. Ban đầu anh cứ nghĩ người không sao, ai ngờ chết tới 6 người, nhà 7 người mà chết 6, có mỗi ông Tâm ở ngoài nên sống sót thôi, tội nhất là hai đứa nhỏ. Một đứa khoảng 6 tuổi, đứa còn lại có 2 tháng, anh Tú chia sẻ. Cách nhà ông Tâm một đoạn, chú Lễ, 66 tuổi, cậu của gia đình chú Tâm vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhắc lại vụ hỏa hoạn quá thương tâm xảy ra với gia đình cháu trai. Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện. Đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy. Chú Lễ xúc động. Theo chú Lễ, gia đình ông Tâm làm nghề thợ điện, sống chan hòa với bà con từ đó đến giờ. Hiện tại ông Tâm đang được điều trị tại bệnh viện quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 8 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt. Thông tin sơ bộ từ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 600m² bị cháy hoàn toàn, 5 xe gắn máy và một số vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi. Trước đó vào ngày 25 tháng 3, tại căn nhà trong hẻm trên đường Cao Lỗ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến cả gia đình tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút, lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà cấp 4 rộng khoảng 50m² trong hẻm nhỏ, khoảng 2m cách đường lớn chừng 300m. Lúc này mọi người xung quanh chạy đến tìm cách phá hai lớp cửa kính và cửa sắt để dập lửa nhưng bất thành. Khi cảnh sát vào thì phát hiện hai vợ chồng chết cháy trên giường, bé gái tử vong dưới sàn. Căn nhà cháy nằm trong dãy nhà 5 căn, có một lối vào duy nhất, 4 căn nhà còn lại đều không có người ở. Ngoài ra, phía trước là khu vườn nhỏ, có hàng rào lưới B40, toàn bộ khu nhà rộng khoảng 300m². Hàng xóm cho biết, trước đây khu nhà này là viện dưỡng lão, gia đình nạn nhân mới chuyển về ở khoảng 2 năm, người chồng làm thợ mộc. Một người dân còn cho biết họ nghe tiếng kêu cứu bên trong, nhưng lửa dữ dội không ai tiếp cận được. Sau khi kết thúc điều tra hiện trường, thi thể 3 nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Khi thi thể được đưa rời hiện trường ra xe cấp cứu, người dân tại đây vô cùng xót xa, khóe mắt ai cũng rưng rưng tiếc thương cho cả gia đình nhỏ bé ấy. Theo ông An, ngọn lửa bùng phát từ phía trước căn nhà, bên ngoài là cửa sắt, bên trong là cửa kính nên người dân không thể vào được để cứu gia đình anh Hát. Thời gian gần đây, các vụ cháy liên tiếp xảy ra và xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng có một phần không nhỏ là do ý thức, nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Nhiều người vẫn chủ quan, thờ ơ về công tác phòng cháy chữa cháy trong chính gia đình và nơi làm việc của mình. Điều đáng nói là người dân có thể bỏ tiền ra mua sắm nhiều đồ đạc, thiết bị có giá trị đắt tiền cho gia đình nhưng lại quên các hình thức, thói quen và sự cảnh giác đối với việc phòng cháy, chống cháy, nổ như việc trang bị một bình cứu hỏa mini trong nhà. Bên cạnh đó, công tác chữa cháy ở những ngôi nhà nằm trong khu vực ngõ nhỏ, chật hẹp luôn gặp nhiều khó khăn và phun nước không thể tiếp cận được. Nhà cơi nới bằng các vật liệu dễ cháy nằm san sát nhau khiến nguy cơ cháy lan khi hỏa hoạn rất cao. Bởi vậy, khi đám cháy bùng phát, người dân không có cách nào để dập tắt lửa và nếu lửa lan ra diện rộng, công tác chữa cháy sẽ gặp rất nhiều khó khăn và dù có dập được lửa cũng sẽ gây nhiều thiệt hại về tài sản, thậm chí là cả người.